Sáng ngày 10 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hội An long trọng tổ chức buổi kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 1946, 23 tháng 11 2023. 45 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hội An 10 tháng 11 1978, 10 tháng 11 2023. Đông đảo các đại biểu lãnh đạo tỉnh hội, Ủy ban nhân thành phố, các bộ hội viên, tình nguyện viên trên địa bàn thành phố về dự. Đọc diễn văn tại buổi kỷ niệm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố cho biết, cùng với quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam, từ khi được thành lập đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ Hội An đã tổ chức 8 kỳ đại hội, mạng lưới tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Hiện toàn thành phố có 18 cơ sở hội trực thuộc, 88 chi hội với 2.078 hội viên, 10.578 thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ, 447 tình nguyện viên. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, các cấp hội đã triển khai toàn diện các chương trình do Trung ương hội, tỉnh hội phát động, với tổng nguồn quỹ vận động đạt hơn 27,5 tỷ đồng, giúp hơn 122.000 lượt người hưởng lợi. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như đồng tiền nhân đạo trong nhân dân, học sinh tại các địa phương trường học, bếp ăn tình thương, bữa ăn tình nghĩa, bát cháo tình thương, bữa chay tùy tâm, nuôi heo đất trong lớp học, cùng bạn đến trường, thùng nhân đạo tại chợ, bưu điện, đội xe tình nguyện, bữa ăn không đồng, vòng tay nhân ái, chặng đường nhân ái, nhóm thiện nguyện vận động lo tang ma, trâu bò sinh kế, nhóm thiện nguyện tự tâm, ai có đến cho, ai cần đến nhận, v.v. Trên chặng đường 45 năm phấn đấu, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã được các cấp đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng cao quý. Tập thể cán bộ công chức Hội Chữ Thập Đỏ thành phố được tặng thưởng một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 cờ thi đua và 11 bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 4 cờ thi đua và 5 bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh và nhiều giấy khen của Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Ủy ban nhân thành phố. Các tập thể và cá nhân ở cơ sở hội cũng được đề nghị tặng nhiều bằng khen của Trung ương hội, giấy khen của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Ủy ban nhân thành phố.